Xây dựng dân dụng là một ngành kỹ thuật chuyên nghiệp có nhiệm vụ thiết kế, thi công và bảo trì các công trình dân dụng và tự nhiên như cầu đường, hầm, đập, tòa nhà, vân vân. Kỹ thuật xây dựng dân dụng có mặt ở mọi cấp độ, trong phạm vi công cộng, nhà nước đến tư nhân và rộng hơn là trên khu vực và quốc tế. Đối với thị trường châu Âu, khi nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ngày càng được chú trọng, thì xuất khẩu lao động châu Âu ngành xây dựng là một trong những con đường tốt để người lao động Việt Nam lựa chọn. Vậy tiêu chí nào để các ứng viên đáp ứng tốt cho công việc tại châu Âu? Đến với LMK Việt Nam, các ứng viên được đào tạo từ cơ bản tới nâng cao, thành người có nghề thực thụ, được hướng dẫn chi tiết, được thực hành từ cơ bản đến chuyên sâu. Các ứng viên có nghề hoặc đã từng đi làm việc sẽ được nâng cao tay nghề, được cung cấp thêm kiến thức đọc bản vẽ xây dựng, kiến thức thực hành về sắt, mộc, cốt pha, dây chát, ốp lát, sơn, điện, nước, được tìm hiểu về kết cấu xây dựng, học thêm ngoại ngữ giao tiếp cơ bản, học thêm kỹ năng quản lý và ý thức tổ chức công việc, vân vân. Khẳng định sự chuyên cần, học tập trung, chú ý nâng cao tay nghề, đạt chuẩn nghề đối với anh em lao động, đó là hành trang cho sự nghiệp sau này. Việc tiếp thu kinh nghiệm trong công việc, khẳng định trình độ tay nghề đạt chuẩn cao sẽ giúp người lao động có được mức thu nhập thỏa đáng khi đi làm việc tại nước ngoài. Hãy bắt đầu từ những bài thực hành cơ bản nhất đến bài kiểm tra tay nghề nâng cao. Học tập trung, hoàn thành khóa học nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đó là tiêu chí của công ty LMK Việt Nam. Có rất nhiều lao động Việt Nam sang làm việc tại châu Âu chỉ một thời gian đã có thể được lên chức và được làm trong những công xưởng lớn, làm những vị trí quan trọng hơn như giám sát nội bộ, quản lý chất lượng hoặc có thể làm chuyên viên tư vấn các công trình xây dựng, vân vân. Theo nhận xét, mức lương mà các lao động sẽ nhận được khi làm việc tại các nước châu Âu cũng khá cao, dao động từ 17 đến 25 triệu Việt Nam đồng, tùy vào công việc và từng nước. Đây được đánh giá là một con số khá ổn đối với các lao động Việt Nam hiện nay. Công ty cổ phần LMK Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm về đào tạo và xuất khẩu lao động, tự hào là đơn vị đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn lớn trên toàn thế giới. Hãy tìm hiểu các đơn hàng và nhanh tay đăng ký với LMK Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về các thủ tục tham gia. Công ty cổ phần LMK Việt Nam luôn chia sẻ và đồng hành cùng bạn.